Trời đất ơi, đất sét, đất sét luôn. À, cái đâu mà đất sét luôn. Lên ga mà gần như xe nó hợp luôn, xe nó hợp hẳn luôn, không có miếng gió nào vô, sao đốt xăng được mà không hợp. Thường được kiểm tra cái gì để con xe mình nó đi tiết kiệm xăng hơn, lên ga nó bốc hơn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một chút xíu vấn đề này ha. Rồi theo mình, con ngang lé một kiểu luôn. Bây giờ tất cả những cái hình ảnh lọc gió dơ nó có nhiều kiểu lắm em, không phải cứ là bụi không đâu. À, chẳng hạn cái này là bụi dơ nè, bụi dơ ở tầm khoảng, nếu mình đoán nha, này tầm khoảng 7.000, nó vừa đủ dơ để anh em có thể thay nó vừa tốt rồi, hoặc là phải thay sớm hơn để cái ô đô 5-7.000 mình, con xe mình lúc nào nó cũng lọc gió tốt nha. Em này là cũng gần như là chuẩn, hơi trễ xíu nhưng mà chuẩn. Rồi em này thì bị ướt ha, có thể là do bị đi ngập nước hoặc là rửa xe hoặc là như thế nào đó, nó bị ướt và nó dơ khá là nhiều. Giấy này nhão luôn ha. Thì cái này thứ nhất là anh em đi mưa, thứ hai là anh em rửa xe cũng cứ thay nhớt thì nhờ thợ kiểm tra hoặc là làm gì đó, nhờ thợ mình kiểm tra được, kiểm tra nếu mà dày hoặc là sớm hơn giống dày thì nên thay đó. Còn những em này là hơi cao siêu nè. Hai em này tình trạng gần như nhau, vừa dơ vừa nhớt vừa nhão vừa dính khá là nhiều bụi đất cát. Đó, nghe thấy không? Thay vì một lít xăng anh em đi được 50 cây, hai bé này một lít xăng anh em đi được khoảng 30 mấy cây. Mà con xe anh em nó bị hãm tốc độ lại nếu mà không hút gió vào để đốt xăng được. Còn bé này nó mới không còn gì để nói nữa anh em, không còn gì để nói nữa. Có thể là anh khách anh đi phượt, đi chơi, đi tour hoặc là xe bãi, xe để phế liệu gì đó, mà nó đến nỗi mà đất sét luôn. Cái đó mà đất sét luôn. Thì hỏi anh em chứ chẳng hạn như mấy bé trước mình quay nó còn có thể kéo chút xíu gió được, kéo xíu vô được thì còn chạy được, còn này lên ga mà gần như xe nó hợp hẳn luôn, không có miếng gió nào vô, sao đốt xăng được mà không hợp. Đó, thì tất cả những cái này là cái vấn đề quan trọng nha, quan trọng mà dễ xử lý nhất cho anh em khi xe anh em quá yếu, xe anh em quá hao xăng. Đơn giản như thôi, tháo lọc gió rồi kiểm tra trước cho mình cái. Trời đất ơi. Thôi, đi theo chương mình vào kệ xem ha, thử bên mình có lọc gió gì cho anh em. Rồi, tất cả những dòng lọc gió từ Honda nè ha, SH2020 nè. Nè, đó. Rồi tới thằng này, Future LED. Rồi, Vision. Nói chung là nguyên một dãy nè, khá là nhiều luôn. Lọc gió zin chính hãng 100% nha, chính hãng tem mát em có thể nè. À, đó, zin hết. Mà cái màu gió, cái màu lọc gió ta vậy nè, em nhìn nè, mình không dám xé nha, xé là mình tốn 100 mấy á, tùy theo loại nha, tùy theo xe nha, từ khoảng trừ 120k, 130k, 170k cái lọc gió. À, còn không nữa thì cứ nhờ cái thợ tháo ra đi coi thử làm sao. Mấy này không có tính công anh em nhờ tháo qua đâu. Còn Yamaha hả? Yamaha có luôn. Exciter nè. Đó. Exciter Novo thì đủ nha. Exciter Novo thì đủ. Cho nên là anh em chăm sóc xe á, cứ thấy xe mình giống như nói vậy, thấy xe mình hơi đuối đuối, hơi yếu, kiểm tra lọc gió đi. Đơn giản nhất là lọc gió. Còn chẳng hạn như buri hay là chẳng hạn như máy móc hay chẳng hạn như lửa này nọ, ESO này nọ, bơm xăng này nọ thì cũng có thể. Nhưng mà cái đó thì chuyên sâu hơn xíu, cũng có nhiều cái dịch vụ để anh em có thể áp dụng mà chăm sóc con xe mình. Tuy nhiên thì lọc gió là đơn giản nhất, cứ vào thay nhớt, vào làm gì đó, nhờ kỹ thuật mình kiểm tra lọc gió ha. Rồi, nhớ kiểm tra lọc gió xe mình để xe mình đi ngon hơn, êm hơn, mượt hơn và đặc biệt là tiết kiệm xăng ha. Xăng giờ đang lên rồi. Cảm ơn em xem clip.